Nếu biết chuyện của chúng em kết thúc như vậy, em đã đối xử với anh ấy tốt hơn, sẽ không cáu gắt và đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy. Nếu vậy, sao em không thử tha thứ và cho cậu ta thêm một cơ hội nữa? Khi Vũ quyết định để cô ấy bước chân vào mối quan hệ của chúng em, đó không phải là lỗi, đó là sự lựa chọn. Và lựa chọn thì không cần tha thứ, mà cần sự chấp nhận.